Ông chủ đấy à? Cho tôi hai ổ bánh mì nào. Cô My đấy à? Sao nay đi làm về sớm đấy? À, hôm nay tôi đi ký hợp đồng nên là về sớm. Mà sao chủ nhật mà cũng chăm chỉ đấy? Nhân viên công ty tôi mà như anh á, phải tốt biết mấy không? Cô lại cứ nói đùa tôi. Một thằng bán bánh mì quẹt như tôi thì ông chủ cái gì chứ. Còn cô nữa, đường đường là chủ tịch của FVM, thế mà suốt ngày đùa đây. Chủ tịch thì sao? Chủ tịch thì không được thoải mái nói chuyện với bạn bè à? Bạn bè á? Ừ. Chủ tịch của FVM mà lại coi một thằng bán bánh mì như tôi là bạn á. Cô không sợ mọi người nghe thấy mọi người cười à? Cười cái gì mà cười? Ai mà cười á, tôi kiện đấy. Cô nói thật đấy à? Không, tôi đùa thôi. Chứ tôi hiền lành tử tế như này, làm sao mà làm như thế được? Cô làm tôi giật hết cả mình. À mà này, công an chưa bắt với nhốt cô lại à? Sao lại bắt nhốt tôi? Thì bởi vì xinh đẹp là một tội lỗi đấy. Chỉ giỏi nịnh thôi. Này, tôi là tôi chỉ nói thật thôi. Bố tôi dặn rồi. Bố tôi bảo ấy, là sống là phải thật với lương tâm, sống phải thật với con tim của mình. Alo, con nghe này mẹ. Ơ, mẹ có sao không? Được rồi. Được rồi, con về luôn đây. Nhà anh có chuyện gì à? Hôm nay mẹ tôi đi chợ. Chắc do thời tiết nó nắng nóng nên là mẹ tôi bị tụt huyết áp. Mà bây giờ ở nhà lại không có ai nữa nên là... Thế thì anh về chăm mẹ ngay đi. Nhưng mà còn chỗ bánh mì. Bánh mì này thì để tôi bán hộ cho. Anh về chăm mẹ đi nhanh lên. Thế có được không? Chủ tịch của FVM mà lại đi bán bánh mì thì... Tôi bảo được là được. Anh cứ về đi. Mẹ thì đang ốm như thế. Nhanh lên, nhỡ có chuyện gì thì sao? Thế thôi được rồi. Cô chờ tôi một chút. Tôi về nhà chăm mẹ tôi cái. Xong rồi tôi ra ngay. Được rồi, anh yên tâm. À, phải về thay bộ quần áo đã chứ nhở? Chán thế. Nghỉ lễ gì người yêu thì không có. Mỗi hai thằng được dựa với nhau. Công nhận đấy. Tao nhìn vào mày tao thấy chán lắm rồi đấy. Mà không biết mấy nữa vào SVM là có kiếm được em nào ngon ngon không. Mày ngu thế. Vào trong đấy cỡ trình độ của anh em mình thì làm sao mà vào được. Mai tao mày đi test thử cho vui thôi. Mày mới là ngu. Cứ đút vài trăm vào cái bài test ấy, kiểu gì chả qua. Nhờ, có lý đấy. Thế mà tao không biết đấy. Còn non và xanh lắm. Cứ đi theo anh học tập. Mai mốt ấy, anh mà được làm giám đốc thì anh cũng phải cho chú cái chức trưởng phòng. Vũ giám đốc trưởng phòng. Nghe oách phết đấy. Lại chả oách. Có trò hay rồi đấy. Bánh mì. Hai anh gọi bánh mì ạ? Đâu, bọn anh có gọi bánh mì đâu. Mày gọi mà. Thằng bạn anh nó bị lãng tai đấy. Chắc nó nghe nhầm. Chứ anh không có gọi đâu. Thôi em đi bán đi. Mày điên à? Tao đang tìm trò tiêu khiển cho mày đấy. Ê bánh mì. Bánh mì vào đây em ơi. Gọi bánh mì ạ? Nhầm người rồi em. Có ai gọi cưng đâu. Rõ ràng là anh vừa gọi mà. Chắc là em nhầm với ai chứ bọn anh có gọi đâu. Em bị lãng tai à? Nãy giờ là em làm phiền bọn anh hai lần rồi.
Thôi đi bán hàng đi. Đi đi. Em xin lỗi ạ. Nó còn quay lại đâu. Mày chơi trò này nhạt quá. Mày nhìn tao đây này. Anh Bi. Anh Bi ơi. Này, bánh mì còn nóng không em? Nóng ạ. Bánh mì cũng nóng, mà trời cũng nắng đấy. Thôi đi bán đi, chứ đứng đây bọn anh không mua đâu. Trời nóng như này, ai mà ăn bánh mì? Nóng bức thế này, làm sao mà ăn bánh mì được? Nếu mà cho anh ăn em thì anh ăn thôi. Thôi đi đi em. Ê, anh đùa đấy. Thôi, cô em làm gì mà nóng tính thế? Anh chỉ đùa một chút cho vui thôi mà. Thế anh có mua không để tôi còn đi chỗ khác? Thôi được rồi. Nếu vậy thì bọn anh sẽ mua cho em hẳn 10 cái bánh mì. Coi như là đền cho em luôn. Được chưa? Đúng rồi đấy. Coi như đây là bọn anh xin lỗi em đi. Vâng. Lâu quá. Anh ơi, em còn đủ đúng 10 cái đấy ạ. Bao nhiêu tiền đây? Của anh hết 50.000 ạ. 50.000. Ê, trả tiền cho cô em nào. 50.000. Nhưng mà bây giờ anh lại đổi ý rồi. Anh không muốn ăn bánh mì nữa. Mà chót mua rồi thì phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh đang trêu tôi đấy à? Anh có trêu cô em đâu. Trời nóng như thế này, nhìn thấy em bán hàng cũng tội nghiệp. Anh đâu nỡ lòng nào mà lại đi trêu em. Nhưng mà thú thật là bọn anh không nuốt nổi 10 cái bánh mì đâu. Hay là bây giờ như thế này nhá. Em ăn hết 10 cái bánh mì này, anh sẽ trả hẳn cho em 500.000. Là 500.000 đấy. Sao? Thôi, em ăn đi. Đã được ăn rồi còn được 500.000. Ăn đi để bọn anh còn live stream. Biết đâu em lại nổi tiếng mà xinh như em ấy, chắc được nhiều người theo dõi lắm đấy. Tôi không có thời gian đùa với các anh đâu. Nếu mà không ăn thì trả lại cho tôi bánh mì đi. Bánh mì đã mua rồi, làm sao mà trả lại được. Hay là cô em cứ ăn đi, để bọn anh live stream, vừa ăn vừa có tiền, mà lại là những 500.000 đấy. Nhìn các anh ăn mặc trông cũng bảnh bao đấy, mà phải đi cướp của người khác 10 cái bánh mì à? Anh đâu có cướp của em, anh mua mà. Nhưng mà tại vì em không lấy tiền đấy chứ. Anh trả hẳn cho em 500.000, nhưng mà em từ chối mà. Các anh đúng là vô liêm sỉ. Trả lại bánh mì cho tôi đi. Thế bây giờ cô em nhất quyết là không ăn có đúng không? Nếu mà không ăn ấy thì nhấn nút biến. Nếu không ấy, anh gọi nhân viên của quán ra đây. Anh sẽ bảo với người ta là cô em đến đây trèo kéo bọn anh mua hàng. Nhưng mà bọn anh không mua. Đến lúc mua rồi thì cô em lại giở trò, bảo bọn anh lừa đảo. Em nghĩ xem, khi đấy người ta sẽ tin những khách VIP như bọn anh, hay là tin một cái đứa suốt ngày rong ruổi bán hàng ngoài đường như em? Bán hàng rong thì làm sao? Chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà. Tôi cũng không phải là loại rảnh rỗi như các anh đâu. Trả lại cho tôi bánh mì tôi còn đi. Thôi, tốt nhất ấy là cô em biến đi. Anh bắt đầu cảm thấy bất vui rồi đấy. Thôi, đi đi em. Thằng bạn anh á, nó cục xúc lắm. Cẩn thận, nó vả cho thì húp cháo cả đời đấy. Các anh được lắm. Này, mày chơi trò đấy hay đấy. Nhưng mà bánh mì nhiều này, biết làm nào bây giờ? Thì đem về cho con Milu nhà mày ấy. Nhưng mà con Milu nhà tao toàn là thịt bò thôi chứ. Nó mà không ăn ấy thì mày tởm hết đi. Ồ, mày nói thế thì tao khác gì con Milu à? Hai cậu ngồi ở đây đợi tôi một lát.
Tôi sẽ đi chấm bài kiểm tra chuyên môn của các cậu. Đợi tôi. Anh. Anh cứ từ từ đã. Thú thật với anh, bọn em là fan của SVM lâu rồi ạ. Lại còn được biết chủ tịch của công ty lại là nữ, lại cảm phục. Anh nhớ gửi quà tận tay cho cô ấy hộ em nhé. Fan hâm mộ hả? Cũng chu đáo đấy. Tặng cả tảo sâm của cô Hino. Dạ vâng. Cái sản phẩm này tốt cho sức khỏe, lại còn đẹp da nữa anh ạ. Tôi cũng thấy chủ tịch hay dùng loại đấy. Yên tâm, tôi sẽ gửi tận tay cho cô ấy. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đã nhắc tiền rồi, còn tặng quà gì nữa, tốn kém thế. Mày ngu lắm. Tiền ấy là tiền cho giám đốc, còn quà, quà tặng chủ tịch cơ mà. Giám đốc ấy thì là người trực tiếp điều hành mình, còn chủ tịch là người đứng đầu công ty. Sau này cơ hội thăng tiến của mình là hai người này đấy. Sao các anh lại ở đây? Sao lại là cô? Hai anh đến xin việc à? Không lẽ cô cũng thế à? Đúng là không biết lượng sức mình. Bạn đang gì học mấy chữ mà đòi vào SVM xin việc? Không biết có độ được không? Cái loại này hay ảo tưởng về bản thân lắm. Cứ ham trèo cao rồi lại có ngày ngã đau thôi. Hai anh mới là kẻ đang ảo tưởng sức mạnh đấy. SVM không cấm những người bán bánh mì hay là bán hàng rong vào đây ứng tuyển, mà chỉ cấm những loại lưu manh như hai anh. Cô không thể tin được hai cậu lại làm như thế. Anh có chuyện gì thế anh? Có chuyện gì thế? Dạ, em chào chủ tịch ạ. Cái gì? Anh gọi con bé bán bánh mì là chủ tịch ấy à? Các cậu nói cái gì đấy? Cậu gọi ai là con bé bán bánh mì? À, chả là hôm qua anh bán bánh mì cạnh nhà tôi có việc bận, đúng lúc tôi lại đang rảnh nên là tôi làm hộ thôi. Không ngờ số đen thế nào lại gặp phải hai kẻ lưu manh đã trêu ghẹo tôi rồi lại còn quỵt tiền bánh mì nữa. Sao xã hội lại có loại người lưu manh như thế được ạ? Loại người lưu manh đấy chính là hai kẻ đang đứng trước mặt của anh đấy. Thảo nào, xin giới thiệu với hai cậu, đây là chị My, chủ tịch của công ty SVM. Chị My, em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị. Nói đi. Hôm nay hai người này đến đây để ứng tuyển, em đã cho họ làm bài kiểm tra. Bài thi đã chẳng ra làm sao, họ lại còn kẹp tiền để người chấm thi cho qua. Đúng là năng lực thì có hạn, còn thủ đoạn thì vô biên nhỉ. Không gì là không dám làm đúng không? Tất cả do anh ta, chủ đích là do anh ta, chứ tôi có biết gì đâu. Này, mày chỉ là con chó suốt ngày theo đuôi tao thôi. Bây giờ có chuyện lại định quay sang cắn tao à? Bỏ cuộc chạy lấy người à? Thôi, công ty tôi không phải là chỗ để cho hai người cãi nhau đâu. Muốn cãi thì ra đường mà cãi. À, cậu giữ lại 50.000 tiền bánh mì, còn tất cả số tiền còn lại vào quà, trả lại cho họ để họ đi. SVM không thể nhận những loại lưu manh như thế vào làm việc được. Còn nữa, nhớ lưu lại hồ sơ của hai kẻ lưu manh này để còn thông báo cho các công ty khác nữa nhé. Dạ vâng ạ. Cô chủ tịch, cô làm như thế thì sau này chúng tôi biết kiếm sống ở đâu ạ? Có trách ý, thì cũng trách các anh số đen thôi. Ai bảo lúc tôi đang tức giận thì các anh chọc vào tôi, đúng không? Cái lúc mà trêu ghẹo người khác thì vui vẻ lắm cơ mà. Sao bây giờ mặt xị ra thế? Vui đủ rồi thì bây giờ tận hưởng nỗi buồn đi nhá. Hẹn không gặp lại. Bây giờ hai cậu ra phòng hành chính nhân sự, lấy lại tiền và quà, rồi về đi.